Nam giới mặc những dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành sự trưởng thành không chỉ xem xét về việc cơ thể trở nên khác biệt mà còn dựa vào suy nghĩ. Thái độ xen lẫn hành động của chúng ta thay đổi mỗi ngày. Mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video.